Ngày 2 tháng 1 năm 2020, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt tiếp nhận bệnh nhân nữ 51 tuổi. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm chụp CT cắt lớp 128 dãy, các xét nghiệm chỉ định ung thư, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan nguyên phát, được chỉ định đốt sóng cao tần, nhưng do khối u kích thước khoảng 5cm, nằm sát vòng hoành, nên các bác sĩ tiến hành bơm nước với mục đích để tách khối u gan với cơ hoành để tiến hành đốt sóng cao tần được hiệu quả mà không gây tổn thương cho vòng hoành. Sau đó, bệnh nhân được gây tê và tiền mê. Bệnh nhân không còn cảm giác đau rồi tiến hành đốt u. Thời gian đốt u khoảng 15 phút. Kết thúc phẫu thuật an toàn, bệnh nhân được đưa về khoa nội ung bướu để điều trị và tiếp tục theo dõi.